Thưa quý vị, ngày 24 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Thay thế Nghị định số 79 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2021. Nghị định 136 của Chính phủ đã bổ sung việc phân cấp và quy định cụ thể danh mục cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực hiện, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ thấp và các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo dõi. Điều này đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác phòng cháy chữa cháy, tiến tới xây dựng và chuyên nghiệp hóa lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở các địa phương. Hàng hóa, nguyên vật liệu, các chất dễ cháy nằm ngổn ngang. Hệ thống điện cầu mắc tạm bợ. Lối thoát hiểm thì chật hẹp, xếp kín hàng hóa. Dù đã liên tục được các cơ quan, lực lượng chức năng các địa phương hướng dẫn, thế nhưng thực trạng này vẫn tồn tại ở những hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các cái hệ thống điện thì được lắp đặt không đúng theo quy định. Được hệ thống điện thì cầu mắc tùy tiện. Dây dẫn thì không được đi trong các cái ống bảo vệ, hàng hóa thì sắp xếp gây cản trở lối thoát nạn, chưa có các cái giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, cũng như là các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. Thì một số cơ sở thì còn chưa trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, nên là cái nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở này luôn là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Từ năm 2020 trở về trước, chỉ có lực lượng phòng cháy chữa cháy mới có thẩm quyền xử lý sai phạm trong lĩnh vực này. Còn chính quyền cấp xã, phường chỉ có thể nhắc nhở và hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng ngừa cháy nổ. Nhưng với việc Nghị định số 136 của Chính phủ có hiệu lực từ đầu năm nay, những hộ sản xuất kinh doanh, nhà ở không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ có thể bị chính quyền cấp xã, phường, thị trấn xử phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng. Thậm chí có thể đình chỉ sản xuất nếu nguy cơ cháy nổ cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng gần 16.000 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trên 2.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, có gần 1.000 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ và hàng ngàn cơ sở hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ khác đang được rà soát để bàn giao phân cấp quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy cho xã, phường, thị trấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc triển khai Nghị định số 136 của Chính phủ mới chính thức được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai rộng khắp từ tháng 11 vừa qua, nhưng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn cháy nổ ngay trong dịp cuối năm này. Phải nói là có rất nhiều các vụ cháy hết sức đau lòng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Quảng Ngãi, ở Nghệ An, làm chết rất là nhiều người. Chính vì từ cái thực tế như thế, cho nên là với cái vai trò tham mưu thì lực lượng công an cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành cái Nghị định 136. Để làm sao đó nâng cao cái vai trò trách nhiệm của ủy ban các cấp, đặc biệt là ủy ban cấp xã trong cái việc thực hiện quản lý nhà nước đối với địa bàn khu dân cư. Thực tế đã chứng minh, phòng cháy chữa cháy chỉ có thể hiệu quả nếu công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Các vụ cháy nổ, tai nạn sẽ giảm thiểu được thương vong, hậu quả khi được phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Chính vì vậy, Nghị định số 136 gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương nếu để xảy ra cháy nổ, xây dựng mạng lưới, trang thiết bị và nâng cao hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng gần nhất, có thể tiếp cận đám cháy nhanh nhất, được xem là một trong những giải pháp giúp ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng là hết sức là quan trọng, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, tài sản, sức khỏe của người dân. Đề nghị các huyện, thị, thành phố cần khẩn trương tham gia để nghe quán triệt trên cái cơ sở đó, thậm chí có cái cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo đến các xã, phường, thị trấn triển khai một cách nghiêm túc, có hiệu quả cái Nghị định 136 của Chính phủ. Với những quy định chi tiết về biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, giúp công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cấp cơ sở, Nghị định số 136 của Chính phủ sẽ tạo nền móng vững chắc để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.